Em vừa mua được chiếc này anh em nhé, vừa mua xong, tuy nhiên chính chủ một chủ từ mới. Hân hạnh giới thiệu với toàn thể anh em, đây là chiếc bán tải Forerunner phiên bản XL. XL sản xuất năm 2021, nhập khẩu Thái Lan, động cơ 2.2, máy dầu số sàn 2 cầu. Em vừa mua được của bác tư nhân chính chủ, biển số ở tỉnh Hưng Yên, một chủ từ mới. Nói xe cam kết với anh em là nó zin cả xe luôn, sơn zin cả xe và tất cả các thứ zin cả xe, mới chạy được có 8.900 km thôi anh ạ. Mới chạy được 8.900 km thôi, tức là chưa được 1 vạn km. Mới tinh luôn, bác nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc số sàn 2 cầu xe mới á, thì em nghĩ là các bác nên tham khảo chiếc này. Bởi vì bản XL thì anh em biết rồi, bản thân của bản XL nó là bản thiếu. Và bản này thì nó đã lên hết rồi nhá. Anh em nhìn thấy la răng này, bậc để chân này, nắp chụp thùng này, cản sau này, và bên trong nó nữa nha anh em nhé. Bên trong không thiếu gì anh ạ. Đấy, ghế bọc da, đè lổ start up, màn hình Android, cam hành trình, cam nùi, đủ cả. Và xe thì nói thật với anh em là không khác gì xe mới cả. Mà hiện tại anh em đi mua xe mới ở hãng là không có anh em nhé. Là không có. Và cái nữa, nếu có thì nó là xe Việt, lắp ráp tại Việt Nam, nó không phải xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, còn cực kỳ mới luôn. Cực kỳ mới luôn anh ạ. Mới chạy được có 8.900 km thôi, tức là chưa được 1 vạn km. Gọi là chưa hết rốt đa đấy nha. Đấy, thì bác nào mà đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe mới thì lên nghiên cứu chiếc này. Rất mới luôn, không có một cái điểm gì để chê cả. Từ nội thất đến ngoại thất đến khoang động cơ, mới tinh tình tình một chủ đi từ mới. Đấy, mà lại lên phun hết cả đồ rồi nhá. Phun hết cả đồ rồi, về anh em chỉ việc đi thôi, không phải lo nghĩ một cái gì cả. Mặc dù là bản thiếu nhưng mà máy của nó thì cũng là máy 2.2, tương tự với máy Forerunner XLS cũng như là Forerunner XLT. Và con này nó lại được là số sàn 2 cầu. Đấy, anh em mà đi công trình hoặc đi đồi núi thì cứ chạy thôi anh ạ, không phải làm cái gì nữa rồi. Anh em nhìn này, chân nỉ các thứ mới tinh luôn. Và đặc biệt nó, cái phiên bản này nó đã là phiên bản mới rồi, cho nên trợ lực, trợ lái của nó đã là trợ lái điện. Và cái nội thất bên trong nhìn tương đồng với một chiếc Forerunner Wincheck. Anh em có thể thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp và cũng rất là phong cách. Anh em đi ngoài đường cũng đẳng cấp luôn. Chứ XL hay là XLT thì quan trọng nhất là máy gầm và tất cả mọi thứ nó đều còn rất là ok như thế này. Thì anh em yên tâm, và bác nào ở xa mà có nhu cầu mua chiếc này cũng yên tâm, bên em tuyệt đối luôn, bởi cam kết bằng biên bản rồi là anh em cứ check hãng thoải mái thôi. Khi nào anh em nhận được xe thì mới phải thanh toán đủ tiền. Còn trước mắt thì anh em chỉ cần đặt cọc cho em và em rút hồ sơ chuyển xe vào cho anh em, thế là ngon rồi. Đấy, là bác nào mà yêu Forerunner 2 cầu số sàn thì đây rồi. Mới tinh luôn, chưa có một giọt sơn ta nào. Mọi chi tiết này, lốp này, anh em nhìn thấy không? Lốp mới cứng 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 cứng. 2021, đết 2021 này. Vành na răng mới tinh này. Sắt xi chưa có một vết xước nào, vẫn còn bóng nhoáng này. À, đấy, không có phủ gầm, phủ gheo gì cả. Và anh em nhìn cái lốp xưa cua của nó. Lốp xưa cua còn chưa có một vết nào chạm đất luôn anh em nhá. Mới tinh luôn. Đấy, gầm bệ thì không cần phải bàn tới nữa rồi nhá. Nó mới đến, nó sáng quắc và nó mới từng chi tiết. Bác nào mua chiếc xe này em tặng cho các bác một bộ la răng nguyên bản của xe nữa này. Đấy, bác chủ bác ấy tặng cho em. Em lại tặng lại cho anh em để anh em có nhu cầu thì lại sử dụng tiếp đây. Mới tinh luôn. Bộ la răng nguyên bản theo xe này mới cứng luôn. Chưa có một tì vết nào cả, chưa có vết xước nào anh em. Đấy, mới khủng khiếp. Cho các bác mà đang có nhu cầu mua xe mới thì em nghĩ các bác nên tham khảo cái chiếc này, mới lắm anh em, mới lắm này. Đó. Giá bán nhà em hiện tại đang chào bán là chỉ có 655 triệu đồng thôi. 655 triệu đồng thôi mà đã lên hết cả đồ rồi. Đấy, thay vì anh em mua một chiếc xe mới mà chưa có đồ, chưa có gì cả, nó rơi vào khoảng 670 triệu và hiện không có xe hoặc là có xe lắp ráp trong nước rồi, thì anh em nên tham khảo chiếc này nhá. Này anh em nhé, mới cứng 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 luôn, mà đã cứng này còn cứng thì anh em biết thế nào rồi, phê thôi rồi. Đấy, mọi chi tiết này, cam kết bằng biên bản, bao check hãng. Đấy, anh em nhìn này, sắt xi các thứ này, đầu đít cột kèo keo chỉ là zin toàn tập luôn, không có một cái gì cả. Có mỗi cái là ở cái vùng đất nhà bác ấy, cái đường nó vẫn là đường đất nên là bác đi nó hơi bám đất thôi. Về anh em nào chịu khó chỉ rửa xe khoảng vài ngày, vài lần là nó hết sạch luôn. Đây anh em nhìn nhá,
từng con ốc gầm nó còn sáng quắc mới tinh, nguyên chấm sơn của nhà sản xuất. Đấy, quá đẹp. À, đây là em quay cho anh em xem cái phần cầu đó này. Ở dưới này. Đây 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 đây. Đấy. Mới luôn. Thế này anh em cần gì phải đi mua xe mới nhỉ? Đấy anh em thấy không? Gầm bệ mới tinh luôn, không có một cái gì có điểm gì để chê cả. Đó. À, tiếp em sẽ lại quay khoang máy nhá. Quay khoang máy không thì nữa mình đi sâu vào cái phần nội thất luôn. Đấy, nội thất tương đồng với Ford Golden Track. Rất đẹp đây, kể cả cái nút bấm anh em thấy không? Đấy, tương tự XLT và Ford Golden Track nó đều như thế cả. Đây anh em nhìn khoang máy này, bẩn nhá, em không dọn khoang máy nhá. Vừa về xong chỉ có rửa qua thân vỏ thôi là em lên sóng luôn. Đầu tiên thì em sẽ quay những cái phần ốc tai này, là zin nguyên bản nhá. Toàn bộ những cái con ốc tai, ốc capo đấy, nguyên bản hết, và keo chỉ capo thì tất nhiên là phải zin rồi. Ốc máy thì báo cáo anh em thì nó không thể không zin được, zin tét luôn từng con ốc đấy. Máy mới cứng anh em nhìn thấy, ra máy các thứ mới cứng đấy, em không rửa đấy. Bụi trần, nó phong trần vẫn bám nguyên. Tất cả những cái cút nước, đường ống đều còn zin hết. Đấy, từng con ốc ở đầu kim phun này, zin nguyên bản này. Ốc capo bên này này, ốc tai bên này này, zin này, ốc đèn zin này. Có nghĩa là chưa có một con ốc nào ra cả anh em, chưa có một ốc nào ra cả. Đấy, máy móc thì anh em yên tâm tuyệt đối 100%. Cam kết bằng biên bản, bao check hãng, check 36 tư thế để cho anh em cảm giác phê thôi. Đẹp. Biên man con ngang. Đấy, máy gầm con này chạy thì không cần phải suy nghĩ một cái gì cả anh em ạ, cũng phải suy nghĩ. Lốp mới cứng 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 cứng. À, từng con ốc à. Lâu lắm mới mua được một chiếc xe nó quá là tuyệt vời như thế này. Nó như một chiếc xe mới này, cho nên là anh em đi đường thì mua về đi thì yên tâm luôn, không phải suy nghĩ gì. Mọi phần nhựa tappi bên trong, cáp lô bên trong đều còn nguyên bản như mới, thơm mùi của xe. Thơm phức luôn, mới có 8.000 cây thì anh em bảo là thấm tháp vào đâu anh em nhỉ? Thấm, chưa thấm vào đâu cả. Xe đăng ký một chủ từ mới chạy cực kỳ ít luôn. Đấy, anh em đến chỉ cần nhìn củ số và nhìn cầu đây là sướng rồi. Đấy, tất cả mọi chức năng đã khá là đầy đủ. Đấy, đến cái chắn nắng này, bọc bi lông này, chủ nhân họ còn chưa tháo ra. Chưa tháo ra luôn. Mới kinh khủng như này mà anh em. Táp lô, táp pi. Đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Rất là dài. À, từng con ốc mới dã man. Bác nào mà đang có nhu cầu tìm xe cũ XLT mà nó không có hàng á, thì anh em chuyển sang chiếc này. Giá cũng chỉ ngang ngang với cả một chiếc sản xuất năm 2017-18 thôi. Mà nó đã đẹp lại rồi anh em ạ. Nó cũng trợ lực điện đầy đủ, cũng động cơ số sàn 2 cầu. Đấy, mà lại đời cao 2021 nhập Thái Lan. Quá tuyệt vời. Đấy, bác nào đang yêu xe thì đúng là đây rồi anh em nhìn. Cái bầu bô của nó mới chạy được chưa được một vạn nó mới dã man luôn. Thành nhíp thành nhùng là chưa có kịp xô một xô lệch một tí 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 đâu cả. Thật là tuyệt vời anh em. Tuyệt vời lắm. Anh em nào mà yêu Ford Ranger, anh em nào mà yêu Ford Ranger số sàn 2 cầu thì liên cứu chiếc này nhá. Trước khi anh em mình quyết định mua xe mới hoặc tìm mua những cái chiếc xe cũ như XLT 2017-2018 thì anh em thử tham khảo chiếc này xem có đáng đồng tiền bát gạo không nhá. Tất nhiên là mỗi anh em sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, nhưng đó là cái quan điểm của cá nhân em thôi. Quan điểm riêng của cá nhân em thôi, nên anh em hết sức thông cảm. Anh em nào thấy phù hợp thì mình liên hệ với nhau, còn anh em nào mà chưa thấy phù hợp thì có thể xem xét lại. Đấy, rất mới luôn anh ạ, mới tinh. Đấy, vô lăng phím còi nó chưa kịp mòn một chút nào cả anh em, lên xe nó còn nguyên cả cái mùi thơm luôn. Đấy, đè lổ start top này, anh em nhìn là số km này 8.950 km thôi, chạy chuẩn luôn đây anh ạ, chạy chuẩn luôn. Màn hình Android, cam hành trình, cam lùi có sim 4G rồi. Có sim 4G rồi cho nên là anh em đi thấy thích lắm. Đấy, màn hình xịn sò này, cam lùi lét căng luôn, cam hành trình này. Đầy đủ cả rồi anh em ạ. Trợ lực điện nha, trợ lái điện nhẹ tinh.
Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cơ bản về cái chiếc bán tải Forerunner phiên bản XL sản xuất năm 2021. Anh em nhìn đây là biết form gì rồi đúng không ạ? 2021, số sàn 2 cầu động cơ 2.2 máy dầu. Giá chào bán bên em đang là 655 triệu. Có bao rút hồ sơ và có fix cho anh em khi anh em nhiệt tình đến xem xe. Và đến xem xe cảm giác là anh em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì xe nó quá mới luôn, quá mới và quá tuyệt vời. Đấy, bác nào yêu thì liên hệ ngay cho em Quân nhé, để được em tư vấn chi tiết và cụ thể hơn. Em xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình một mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ, để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video gần nhất.